Hôm 14 tháng 9, kỳ thủ Hikaru Nakamura thắng kỳ thủ số 2 thế giới Fabiano Caruana với tỷ số 18-5 tại tứ kết giải Online Speed Chess Championship. Trong trận đấu này, Nakamura đã đeo tai nghe suốt thời gian mà không bị ban tổ chức nhắc nhở. Sau trận, kỳ thủ số 6 thế giới Ian Nepomniachtchi đăng hình ảnh Nakamura kèm lời bình: "Không thể tưởng tượng nổi bây giờ một kỳ thủ vẫn có thể đeo tai nghe trong lúc thi đấu." Nepomniachtchi không đề cập cụ thể đến nghi ngờ về việc Nakamura gian lận. Tuy nhiên, trong lúc phát video trực tuyến sau trận, kỳ thủ Mỹ gốc Nhật Bản này đã đáp lại: "Nếu Nepomniachtchi nói rằng tôi muốn gian lận, cậu nên nói thẳng ra." Nakamura cũng nhắc đến trường hợp Nepomniachtchi từng nghi ngờ một kỳ thủ khác là Han Newman gian lận, nhưng không bày tỏ nghi ngờ công khai. Trong quá khứ, cựu vô cờ Vladimir Kramnik cũng từng nghi ngờ Nakamura và một kỳ thủ Mỹ khác là Daniel Narodinsky gian lận. Speed Chess Championship là giải đấu cờ trực tuyến hàng năm được tổ chức bởi nền tảng chess và được đánh giá cao nhất hiện nay. Nakamura, với Elo cờ tiêu chuẩn cao là 2816, hiện đứng thứ hai thế giới và là một trong những kỳ thủ hàng đầu. Anh cũng được biết đến là một streamer chuyên nghiệp, thu hút một lượng lớn người xem trên các nền tảng streaming.